Mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Chúng tôi xin cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Đám đông người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Palestine cố xông vào căn cứ đồng trú của lính Mỹ. Bộ trưởng Israel gây sốc khi đề xuất thả bom hạt nhân xuống Gaza. Israel tấn công 2.500 mục tiêu tại giải Gaza. Wagner trở lại chiến trường miền đông Ukraine. Thành công để lùi quân Nga, Ukraine tiến mạnh vào khu vực Bakhmut. Tờ tên lửa mới cấm của Nga nổ tung hàm đội biển đen chịu tổn thất chưa từng có. Và mở đầu sẽ là những thông tin chi tiết về tình hình chiến sự tại chảo lửa Trung Đông. Đám đông người biểu tình Hồ Nhĩ Kỳ ủng hộ Palestine cố xông vào căn cứ đồng trú của lính Mỹ. Vâng kính thưa quý vị, cảnh sát thổ nhĩ kỳ dùng hơi cay và vòi rồng để đối phó với hàng trăm người biểu tình khi họ cố xông vào một căn cứ không quân có lính mỹ đồn trú sự việc xảy ra chỉ vài giờ trước khi ngoại trưởng mỹ antony blinken đến ankara để bàn về tình hình của giải gaza thổ nhĩ kỳ chỉ trích mạnh mẽ israel khi các cuộc khủng hoảng nhân đạo ở giải gaza ngày càng tồi tệ từ khi cuộc xung đột israel hamas bắt đầu nhiều cuộc biểu tình nổ ra trên khắp thổ nhĩ kỳ Đầu tuần này, Tổ chức Cứu trợ Nhân đạo IHH, một cơ quan viện trợ Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ, tổ chức một đoàn xe đi đến căn cứ không quân Incirlik ở tỉnh Adana, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, để phản đối Israel tấn công vào giải Gaza với sự hỗ trợ của Mỹ. Incirlik là nơi được sử dụng để hỗ trợ liên quân quốc tế chống IS ở Syria và Iraq, cũng là nơi đồn trú của lính Mỹ. Phong trào của IHH kêu gọi đóng cửa in Silic. Đoạn video về các cuộc biểu tình cho thấy cảnh sát bắn hơi cay và sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông phải cờ Thổ Nhĩ Kỳ và Palestine và hô khẩu hiệu. Người biểu tình lật đổ rào chắn và đụng độ với cảnh sát mang thiết bị chống bạo loạn. Người biểu tình cũng ném ghế nhựa, đá và các vật dụng khác vào cảnh sát, trong khi cảnh sát đã bắn bom khói vào đám đông xô xát xảy ra giữa đám đông và lực lượng an ninh. Phát biểu trước đám đông ở Adana, Chủ tịch IHH Bullet Yidirim kêu gọi người biểu tình kiềm chế tấn công cảnh sát. IAA kết thúc cuộc biểu tình sớm hơn dự định do đụng độ. Cuộc biểu tình diễn ra vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ Blinken dự kiến đến Ankara để đàm phán về Gaza với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan trong ngày 6 tháng 11. Bộ trưởng Israel gây sốc khi đề xuất thả bom hạt nhân xuống Gaza. Thưa quý vị, Bộ trưởng Di sản Israel Amichai Eliyahu đã đề xuất sử dụng bom hạt nhân ở Gaza như một phương án khả dĩ. Ông này còn gọi người Palestine ở Gaza là quái vật. Theo truyền thông địa phương, Bộ trưởng Di sản Israel Amichai Eliyahu đã nói rằng thả một quả bom hạt nhân xuống Gaza là một sự lựa chọn. Cụ thể, Nhật báo Times of Israel dẫn lời ông Eli Yahu, một bộ trưởng của đảng cực hữu Osma, Yehudit nói rằng, một trong những lựa chọn của Israel trong cuộc chiến ở Gaza là thả một quả bom hạt nhân xuống nơi này. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên Đài Phát thanh, ông Eli Yahu cũng lên tiếng phản đối cho phép việc bất kỳ viện trợ nhân đạo nào vào Gaza. Bộ trưởng này nói, "Chúng tôi sẽ không chuyển viện trợ nhân đạo cho đất quốc xã." và ông nói thêm rằng không có cái gọi là thường dân không liên quan ở giải gaza bộ trưởng cực hữu này còn cho rằng người dân palestine có thể rời island hoặc sa mạc và những con quái vật ở gaza nên tự mình tìm ra giải pháp và nói thêm rằng bất cứ ai vẫy cờ palestine hoặc hamas đều không nên tiếp tục ở trên mặt đất ngay lập tức một lãnh đạo phê đối lập của chính phủ israel là Yair Lapid đã kêu gọi cách chức ông eli yahu vì những nhận xét trên. Ông Lapid gọi đó là một tuyên bố gây sốc và điên rộ của một bộ trưởng vô trách nhiệm. Ông nói trên nền tảng truyền thông xã hội X, anh ta đã làm hại gia đình của những người bị bắt cóc, gây tổn hại cho xã hội Israel và làm tổn hại đến vị thế quốc tế của chúng ta. Sự hiện diện của những kẻ cực đoan trong chính phủ gây nguy hiểm cho chúng tôi và sự thành công của các mục tiêu chiến tranh là đánh bại Hamas và mang về tất cả những người bị bắt cóc. Ông này cũng nhấn mạnh rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cần phải sa thải vì Bộ trưởng có phát ngôn thiếu chuẩn mực trên ngay lập tức. Và chỉ một giờ sau tuyên bố trên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chính thức đình chỉ công tác vì Bộ trưởng Amichai Eliyahu, người đã lớn tiếng đề xuất sử dụng bom hạt nhân. Theo văn phòng, phòng Thủ tướng Israel cho biết, vì Bộ trưởng bị đình chỉ công tác này, kể từ thời điểm hiện tại sẽ không được tham gia các cuộc họp chính phủ vô thời hạn. Israel tấn công 2.500 mục tiêu trên giải Gaza Thưa quý vị, quân đội Israel thông báo tấn công hơn 2.500 mục tiêu ở giải Gaza sau khoảng một tuần mở rộng hoạt động quân sự tại khu vực này. Lực lượng phòng vệ Israel gọi tắt là IDF tiếp tục hạ các tay súng đối phương trong những trận đánh trực diện và chỉ thị mục tiêu cho máy bay phá hủy hạ tầng, kho vũ khí, đài quan sát và sở chỉ huy của Hamas tại giải Gaza. IDF ngày 5 tháng 11 thông báo, IDF cho biết, kể từ khi bắt đầu mở rộng hoạt động quân sự tại giải Gaza khoảng một tuần trước, các quân chủng của Israel tấn công hơn 2.500 mục tiêu trong khu vực. IDF chưa công bố thông tin mới về thương vong của lực lượng này. Trung tá AVJ Andre, phát ngôn viên của IDF, cùng ngày thông báo, Israel sẽ mở lại hành lang cho dân thường sơ tán từ miền Bắc giải Gaza xuống miền Nam sau vụ tập kết ngày 4 tháng 11. Ông Andrei cáo buộc Hamas cản trở hành lang nhân đạo bằng cách nã súng cối và đạn chống tăng vào vị trí của IDF khi họ cố gắng mở đường. Israel nhiều lần yêu cầu dân thường rời khỏi khu vực miền Bắc giải Gaza, nơi diễn ra các trận giao tranh dữ dội giữa quân đội nước này và Hamas. IDF cho rằng Hamas đang cố gắng ngăn dân thường rời khỏi miền Bắc giải Gaza vì muốn biến họ thành lá chắn sống cho nhóm. Quân đội Israel mở rộng hoạt động quân sự trên bộ tại giải Gaza từ ngày 27 tháng 10. IDF bao vây Gaza City từ ngày 2 tháng 11, điều các đơn vị tiến vào thành phố phía Bắc và phía Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant ngày 4 tháng 11 thông báo, các binh sĩ Israel đang chia nhỏ từng tiểu đoàn Hamas và truy tìm thủ lĩnh nhóm tại giải Gaza là Yaya Sinwa để hạ ông này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói, Nước này không đồng ý tạm ngừng bắn theo lời kêu gọi của Mỹ và nhiều bên nếu Hamas chưa thả con tin tại giải Gaza, cũng như không cho phép đưa nhiên liệu và phản đối chuyển tiền tới đây. Chuyển sang những tin tức về tình hình chiến sự tại Ukraine Wagner trở lại chiến trường miền đông Ukraine Thưa quý vị, nhiều cựu thành viên Wagner đã được tập hợp thành một đơn vị của lực lượng đặc biệt Akhmat, tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga ở miền đông Ukraine. Truyền thông đưa tin, các cựu thành viên của Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner, gọi tắt là PMC, đã chính thức gia nhập lực lượng vũ trang Nga và thành lập một đơn vị để trở lại chiến trường Donbass ở miền đông Ukraine. Nhóm lính đánh thuê này còn được gọi là Kameten và giờ là một phần trong lực lượng đặc biệt Akhmat của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. Họ được cho là gần như đã tham gia vào trận chiến giữa Moscow với Kiev ngay từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn một năm. Cuối tuần qua, các hình ảnh video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đơn vị Kamaten đang trải qua huấn luyện chiến đấu tại một căn cứ ở Donbass. Video cho thấy các thành viên đơn vị này điều khiển máy bay không người lái trên sát và chiến đấu, cũng như xông vào các vị trí, chiến hào, phòng thủ giả lập của đối phương, đồng thời sử dụng pháo, súng cối và thiết giáp hạng nặng trong chiến đấu mô phỏng. Chỉ huy đơn vị, danh tính chưa được tiết lộ cho biết, các thành viên của lực lượng này quyết tâm tiếp tục với công việc của mình, bất kể họ chiến đấu với tư cách là một phần của Wagner hay lực lượng chính quy. Ông cho biết, đơn vị của ông nhận mệnh lệnh từ chỉ huy Ahmad Abdi Alaudinov, đồng thời họ được phép giữ nguyên phần lớn thách thức tác chiến cũng như cơ cấu tổ chức. Ông cho biết thêm, Quân đội Nga cũng như từng cung cấp đầy đủ vật tư cần thiết cho đơn vị Akhmat. Hiện chưa rõ chi tiết về quy mô của Akhmat. Theo chỉ huy của lực lượng này, đơn vị bao gồm các nhóm chiến thuật cấp đại đội. Trước đó, truyền thông Nga đưa tin các nhóm thiết giáp và pháo binh đã được tăng cường bằng cách đưa các cựu thành viên Wagner. Cụ thể là Wagner đã chiếm khoảng 60% nhân sự của các nhóm tấn công. Hồi đầu tháng, trang tin Pravda tiết lộ, Wagner đã trở thành một đơn vị trực thuộc về bên quốc gia Nga và tiếp tục tuyển mộ thành viên mới. Đơn vị này do chính Pavel Prikochin, 25 tuổi, con trai và là người thừa kế duy nhất của ông trùm Wagner Yevgeny Prikochin, đứng đầu. Sau khi ông Prikochin thiệt mạng trong vụ rơi máy bay hồi tháng 8, các cựu thành viên của Wagner đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga và di chuyển đến mặt trận miền đông Ukraine, trong khi một số thành viên di chuyển đến châu Phi. Wagner từng đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến của Nga ở miền đông Ukraine, đặc biệt trong việc giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Wagner với quân đội Nga ngày càng rạn nứt. Đó có thể là lý do chính khiến Wagner quyết định rút khỏi chiến trường Ukraine kể từ tháng 5. Sau vụ nổi loạn bất thành ở Nga hồi tháng 6, lĩnh Wagner được lựa chọn hoặc ký hợp đồng với quân đội Nga hoặc chuyển đến Belarus hay châu Phi. thành công để lùi quân nga ukraine tiến mạnh vào khu vực bắc mút quý vị thân mến lực lượng phòng vệ ukraine đã đạt được những thành công nhất định theo hướng bắc mút mặc dù chưa có thay đổi căn bản lớn nào được thực hiện tuyên bố liên quan được đưa ra bởi ole Kalasnikov, đại diện báo chí của lữ đoàn phó binh riêng biệt số 26 được đặt theo tên của trung tướng roman daskevich trong một cuộc nói chuyện trên kênh truyền hình toàn quốc phóng viên ukraineform đưa tin Tính đến ngày hôm nay, chúng ta đã đẩy lùi các cuộc phản công của kẻ thù khá thành công. Chúng ta đã có một số bước tiến ở sườn phía Nam, nơi có đường sắt, có một số lượng đáng kể các khu vực rừng rậm, nơi địch đã cố thủ. Ở một số nơi, chúng tôi đã đẩy lùi được quân địch, loại bỏ chúng và đang dần tiến lên, Kalashnikov nói. Theo ông thì việc tiến quân là một hoạt động đầy thử thách do các bãi mìn và việc địch tích cực sử dụng máy bay không người lái trên sát. Tàu tên lửa mới cóng của Nga nổ tung, hàm đội biển đen chịu tổn thất chưa từng có. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, tên lửa hành trình của Ukraine đã bắn trúng và làm hư hại một tàu tại xưởng đóng tàu của Nga ở thành phố Cảng Ketch của bán đảo Crimea. Trong bối cảnh truyền thông đưa tin, nổ lớn trong chuyển Crimea, Vịnh Sevastopol chìm trong màn khói dày đặc. Theo Euro Maidan Press, vào đêm 4 tháng 11, Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào một xưởng đóng tàu ở Kerch trên bán đảo Crimea. Theo Trung tâm Truyền thông Chiến lược Stratcom của quân đội Ukraine, tối ngày 4 tháng 11, các cuộc tấn công vào một xưởng đóng tàu ở Kerch, thành phố nằm ngay cạnh cây cầu Crimea, nối bán đảo với đất liền Nga đã thành công. Stratcom cho biết các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng hàng hải và cảng của nhà máy đóng tàu Zalip. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận vụ tấn công vào xưởng đóng tàu này, cho rằng 13 trong số 15 tên lửa hành trình của Ukraine đã bị bắn hạ, nhưng tuyên bố rằng một tên lửa hành trình đã làm hư hại một con tàu đang neo đầu ở đó. Phát biểu trên bản tin quốc gia, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine ông Yuri Inat nói rằng, con tàu được đề cập là tàu Askon, một tàu mang tên lửa hành trình Kalibr hiện đại của Nga và chưa từng tham gia các hoạt động chiến đấu. Ông Inas cho biết, con tàu đang trải qua công việc thử nghiệm cuối cùng trước khi được đưa đi tham chiến chống Ukraine. Vì quan chức Ukraine đồng thời cho biết thêm rằng, có thể tên lửa SCAP của Pháp đã được sử dụng cho cuộc tấn công. Ascon là tàu tên lửa nhỏ hiện đại của Hải quân Nga. Nó mới được đưa vào vận hành năm 2021. Ascon có lượng giãn nước khoảng 870 tấn, chiều dài 67 mét và tốc độ tối đa ước tính khoảng 30 hải lý trên giờ. Vũ khí của tàu bao gồm một bệ pháo, hệ thống phòng không, 8 bệ phóng tên lửa chống hàm Kalibr và hệ thống phòng không Pansir của riêng nó. Thủy thủ đoàn trên tàu gồm khoảng 39 người. Tại Crimea, vào tối 4 tháng 11, một loạt vụ nổ đã được báo cáo, kèm theo việc kích hoạt hệ thống báo động không kích. Các nhân chứng ở Sevastopol đã quan sát thấy một làn khói dài đặc bao trùm vùng Sevastopol trong khi quan chức Nga khẳng định rằng họ đã kiểm soát được tình hình. Lực lượng Nga ở Crimea, đặc biệt là hạm đội Biển Đen, chịu tổn thất chưa từng có. Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Ukraine vào hôm 3 tháng 11, ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, gọi tắt là NSDC, cho biết quân Nga ở Crimea đang phải chịu thất bại lớn hơn bao giờ hết, đặc biệt là hạm đội Biển Đen chúng tôi đáp trả các cuộc tấn công của đối phương mỗi ngày chúng tôi gây tổn thất cho người nga mỗi ngày và đó không chỉ là những tổn thất xảy ra liên tục trên tiền tuyến đối với bán đảo crimea và hàm đội biển đen của nga hãy tin tôi người nga chưa bao giờ chứng kiến thất bại như vậy trong đời họ ông danilov cũng khẳng định ukraine không có ý định đầu hàng hay ký kết bất kỳ thỏa thuận đầu hàng nào chúng tôi sẽ không dừng lại Tổng thống Zelensky quyết tâm giành chiến thắng. Và điều quan trọng là mọi người phải hiểu rằng chúng tôi sẽ không đầu hàng hay ký bất kỳ văn bản đầu hàng nào. Nhiệm vụ của chúng tôi là giành chiến thắng và xây dựng một đất nước dân chủ tự do vĩ đại. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi ngày nay và mọi người nên là một phần của nó. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mời ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa thì đội ngũ chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Còn bây giờ thì HTD News xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.